Vâng, chào bạn đang theo dõi kênh Bạch Xuân Trường nhé. Hôm nay mình đưa một cặp ngựa cái mẹ con lên Bắc Giang nhé, Yên Dũng Bắc Giang. Anh em bạn bè nào ở Yên Dũng Bắc Giang muốn chăn nuôi ngựa liên hệ bên mình nhé. Đây, cặp ngựa rất là đẹp nhé, trắng bông. Mình quay camera sau bạn xem này. Đây bạn nhé. Đấy, thấy chưa? Cực đẹp luôn, con cực đẹp, chân tay hàng pha đấy bạn nhé. Trên tay còn con, thấy chưa? Cực hai con. Đấy, rất đẹp, trắng. Rất đẹp các bạn nhé. Anh thấy anh Yên Dũng anh thấy cặp này quá hợp lý, anh bắt luôn. Chưa muốn luôn nhạc. Đẹp, cái đang chửa bạn nhé. Cái đang chửa đấy. Chửa khoảng độ 1 tháng rồi. Con mới đẻ là hơn 1 tháng, gọi là 2 tháng đi. Đấy. Một cái đã chửa được gần 1 tháng rồi. Đấy, thử được các bạn ạ. Đấy. Các bạn lên ngựa được bên mình bảo hành luôn nhé. Nếu mà bắt ngựa chửa. Đấy. Các bạn nhé. Ở đây nhé các bạn nhé, bên mình còn rất nhiều ngựa nhé, ngựa thịt, ngựa thương phẩm, ngựa choai đều có hết nhé. Đây con thịt này, con này chuyển vào xài gành đấy các bạn. Đấy. Cực đẹp luôn. Vâng nhé các bạn nhé, đây ngựa bên mình đây, cho bạn xem qua ngựa bên mình nhé. Đấy, còn rất nhiều ngựa, đây ngựa em thương phẩm này. Đấy, em thương phẩm thịt rất ngon, cực ngon luôn. Đây. Đấy, thịt ngon, môi hồng, má hồng. Đấy. Đấy, thấy chưa? Cực phê luôn. Đấy. Còn đây là ngựa tháo với bà con từ 5-7 tháng tuổi nhá. Rất đẹp, trắng bông tít luôn. Đấy. Này nằm phân hơi bẩn chút thôi. Các bạn nhé. Đấy, thấy chưa? Còn rất nhiều cho bạn con lựa chọn nhé. Các bạn yên tâm, ngựa bên mình là khỏe mạnh các bạn nhé. Khỏe mạnh và ngựa là ngựa bắt của dân nhá, không bắt ngựa xe nên bắt ngựa ở nơi xa khác về đâu nhá. Mình cứ bắt từng con, một con một bà con đẻ ra mình bắt về, xong là mình lại nuôi một tháng là mình lên sóng, là cho các bạn khỏe mạnh, là cho các bạn chăn nuôi nhá. Nên ngựa mình rất chi khỏe mạnh, các bạn yên tâm nhá, không phải suy nghĩ về dòng ngựa là xe ốm yếu nhá. Mời các bạn tiếp tục theo dõi nhá. Đấy, ngựa đẹp chưa các bạn? Đấy, hàng Tết cho các bạn đây. Đấy, thấy chưa? Cực phê luôn. Đấy, trắng muốt. Đấy. Hàng gần 3 tạ bạn nhé. Thịt ngon, nộm giò cực ngon luôn. Anh chị em nào có nhu cầu liên hệ nhé. Đấy, thấy chưa? Đấy, chân tay móng vó đây. Đây là... Đấy, thấy chưa? Cực chất lượng. Móm hồng, má hồng. Đấy, móm móm này. Đấy, mắt đây. Mắt tây nhá. Đấy, lông đuôi trắng muốt. Đấy, đây, từ chân đến đầu luôn. Các bạn phải suy nghĩ nhá. Nghe chưa? Con này mà làm thịt thì khách VIP thì ok sake luôn. Đấy các bạn nhá. Đấy, nghe chưa? Mông má tròn vo. Vâng các bạn nhé, hôm nay mình bán giao một em ngựa lên Yên Dũng Bắc Giang bạn nhé. Anh bác khách đấy ở Bắc Giang, bác sẽ xem qua điện thoại bác chốt và được chiên một lạng cao bạn nhé. Đấy, cao là bánh nguyên chất. Đây, quay cho là quay sát các bạn xem này. Đây. Đấy, bác rất tin tưởng về bên mình. Đấy, và được khi mà các bạn giờ mua ngựa từ giờ Tết nhé, đã được chiên một lạng cao. Đấy, cao là bạch nguyên chất, nấu từ xương nguyên chất luôn. Đấy, bên mình xương ngựa bạch nguyên chất là nấu một năm chỉ nấu một đến hai nồi thôi, không nấu nhiều, và chiên cho khách, và khách đặt là lẻ và 1-2 cân. Anh chị em nào muốn mua ngựa hoặc muốn sử dụng cao bên mình thì hãy liên hệ bên mình nhé. Và bên mình có một số sản phẩm từ ngựa như là cả phôi ngựa bạch ngâm ong, nếu các bạn có nhu cầu bên mình cũng cung cấp cho các bạn luôn nhé. Vâng, và bây giờ các bạn hãy tiếp tục theo chân anh em chúng tôi về Yên Dũng Bắc Giang nhé. Vâng các bạn nhé, bây giờ em tôi bắt đầu xuất phát từ bến Đỗ ra nhé. Đấy, ra khỏi cổng đây. Đấy, bàn giao ngựa cho anh ở trên Yên Dũng. Đấy, các bạn yên tâm đi, ngựa lúc nào cũng xuất phát từ bến đi. Đấy, ngựa rất chi là ok. Đấy, bây giờ cổng đây. Đấy, các bạn tiếp tục theo dõi video của anh em chúng tôi nhé, quá trình lên ngựa, đưa ngựa lên Yên Dũng nào nhé. Đấy, vâng các bạn nhá, em tôi bắt đầu xuất phát khỏi cổng đây. Đấy, có bãi cỏ rất chi xanh ở trước cổng. Bây giờ cổng quen thuộc các bạn nhé, ra khỏi nhà là có bãi cỏ này.
các bạn xem video nhiều các bạn biết đấy. Đây đi đây. Quả này cho ngựa ăn thì tuyệt cú mèo luôn. Đấy, rất ngon, rất xanh. Mời các bạn nha, các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Mời các bạn nha, anh em chúng tôi sắp đến nơi nhé. Đấy, có hàng cây bồ đề ở dưới đường rất là đẹp. Đấy. Bây giờ các bạn nhìn thấy đẹp không? Đấy. Quá tuyệt vời luôn, mát. Thẳng đường luôn. Anh ở đây có cái chỗ không gian lý tưởng rất là đẹp, đường rất là thơ mộng. Các bạn tiếp tục theo dõi vào nhà anh đấy nhá. Vâng nhá, anh này nghỉ trưa đây. Đến chạm ơn Yên Sơn các bạn nhá, đây chạm ơn Yên Sơn này. Đấy, chạm ơn Yên Sơn. Và chạm nhận những gì to. Bây giờ anh đi trước kia. Anh đang dẫn đường nhá. Đê Hữu Lục Nam. Đây Đê Hữu. Bên kia là Đê Tả, bên này Đê Hữu các bạn nhá. Đấy. Anh Tả Đê Hữu. Anh đi trước à. Anh mặc áo ba lỗ áo xanh nhé. Anh xem video anh thấy ngựa đẹp và giá hợp lý là anh ấy chốt luôn. Anh không sợ người khác chốt mất. Khi anh này chốt nhiều bà con muốn chốt không được. Rất nhiều bà con gọi điện để chốt nhưng mà không đến lượt nhé. Nếu anh em bạn bè nào mà có nhu cầu mà xem ngựa mà cảm thấy đẹp là chốt luôn nhá, không được để người khác chốt mất. Đấy, chỉ đồ ok nhá. Đấy, chỗ này có cây xì rất là đẹp, vắt ngang con đường và đèn đi không cẩn thận là có thể là mắc trên đỉnh xe luôn. Cây này không thể ai dám chặt cây, bởi vì cây là cây thần thánh linh thiêng. Đây nha, vào núi các bạn nhá, vào khu vực núi đây. Đây qua hồ các bạn nhá. Hồ nuôi tôm này. Hồ nuôi tôm đây. Đấy. Nuôi tôm nuôi cá nhưng này khá là hồ. Đấy, đây. Hồ thả cá cấm đánh bắt. À, hồ thả cá bạn nhá. Đồng thả cá. Anh đi trước kìa. Mới còn xa không nhưng mà anh đang dẫn đường. Đồng này thả cá. Đây qua đây là qua nhà văn hóa này nhá. Đây là nhà văn hóa đây nhưng mà ghi mở quá không rõ nhà văn hóa tên gì. Có cây xanh xì rất là ok, mát mẻ. Đến nhà anh ấy rồi nhá. Quay đầu xe lùi đi rồi đây. Đấy, xe em tôi lùi đây nhá. Anh đi trước kìa. Anh mà đoạn cổng như hẹp nữa anh phải quay đuôi xe nhé. Đấy. Đó là người xe đây. Vâng. Đây là lùi xe bạn nhé. Chào bá. Chào ngựa bá. Vâng các bạn nhé. Đấy, giờ đang lên dốc rồi. Thôi. Được thôi thôi, thế thôi. Ừ, không chỗ nào xuống. Hạ bằng biết. Dốc. Cao. Tay anh cái. Chào anh nha. Chào anh. Đây hơi dốc. Con xuống liệu sợ nó nhảy xuống theo được, chân nhảy được. Đấy, đây bạn đẹp chưa? Hai con một cặp cái mẹ con nhá. Đấy. Cực phê pha luôn. Con mới hơn một tháng, gần 2 tháng mà. To luôn. Đấy. Và trong bụng là đã lấy được một thử được là ok rồi. Đấy, xuống đây. Oh,
Con nó xuống một cái nó xuống. Đấy. Đấy, rất nhẹ nhàng nhé. Đấy, thấy chưa? Ui giời, quá tuyệt vời. Đấy, rau củ rồi. Chào bá. Đấy, thấy chưa? Nhẹ tuyệt vời. Quá hợp lý. Đấy, đấy. Vào chuồng ăn nhá. Ui liều, anh đã làm chuồng sẵn rồi. Đấy. Đây. Cởi chay anh ạ. Lành. Đấy, ngựa vào chuồng các bạn nhá. Đấy, chúc gia chủ là ngựa hay ăn trong lớn. Đấy. Cuối năm lại sang năm. Đấy, cho mẹ em đã ra. Đây, chuồng này thì của anh là quá hợp lý luôn rồi, chuồng anh đã xây sẵn rồi. Chuồng đây. Đó, bên này nước này, bên này là để có ăn này. Đó, về phát mất ti luôn. Đây là chuồng. Chuồng bò của anh ấy là có thể nuôi được rất nhiều ngựa. Đây, chuồng bò anh đây. Cái này nếu mà bán bò đi vẫn chăn được ngựa mà. Cái chuồng này vẫn nuôi ngựa tốt. Vâng. Vâng các bạn nhá. Đấy, ngựa về mút ti luôn. Thấy chưa? Đấy, mút ti luôn này. Đấy, thấy chưa? Alo. Đây các bạn nhá. Đấy, thấy chưa? Đấy. Anh tên gì nhỉ? Sơn. Anh Sơn. Đấy, anh Sơn ở dưới Chí Yên. Anh đã bắt một cặp ngựa rất chi hợp lý nhé bạn nhá. Anh em ở Chí Yên, Yên Dũng Bắc Giang muốn chăn nuôi ngựa cứ liên hệ với anh Sơn nhá. Đấy. Đây, ngựa đẹp đây. Anh trên này rất mát nhá. Với trên cao này nhìn xuống dưới này, bên này là sông Lục Nam nhỉ. Là sông Lục Nam đây. Đấy. Bên này. Lục Nam đây, cái nào bên này là thuộc Lục Nam. À. Bên này bên đấy là các huyện. Vâng, bên kia bên Lục Nam nhé, bên này là bên Yên Dũng. Đấy, qua con sông Lục Nam này. Đấy. Anh chị em nào ở bên Lục Nam này, bên Yên Dũng này muốn bắt ngựa cứ liên hệ với anh em chúng tôi hoặc qua anh Sơn bên này, anh sẽ giới thiệu cho. Đấy. Ngựa rất chi là ok. Đây, về chuồng khỏe mạnh các bạn nhé, trong bụng có khả năng rất cao có một em nữa. Đã thử được rồi nhé. Con có luôn được anh ạ. Đấy, nhà con chó này rất chi là lắm mồm, tí tách cả. Đấy, anh có kế hoạch giấy này, cực tuyệt vời luôn. Đấy. Vâng. Anh người nấu được cá mới cho cỏ ăn cắt đồng quá tuyệt vời luôn. Anh này chắc kiểu sông bãi bồi chắc chỉ nhiều đúng không? Nếu mà có bãi bồi mà nó rộng mà thả châu bò thì có tuyệt vời luôn. Còn bên Lục Nam thì nó dọc về sông nó thả châu bò nhiều. Vâng. Đấy, đấy. Con nó ăn đi ăn. Con thì nó cũng ăn nhưng mà nó không ăn bao nhiêu đâu. Đấy, có cỏ. Vâng. Ăn ít không anh chỗ này. Vâng. Cái chỉ tại này. Vâng. Cái này ăn. Đấy, cỏ ngon nhá. Đấy, cỏ ngon luôn. Đấy, về ăn cũng khỏe mạnh các bạn nhé. Đây là không cảnh nhà anh đây nhé. Anh chị em nào muốn bắt ngựa lên nhà anh Sơn trên này nhé. Mã đáo thành công. Một nói. Con nước đấy mà cá. Ừ, nước cá thả cá. Thì nhanh đây. Thả chung nhau cầu. Tặng anh phần quà cao cả bạch 100% nguyên chất để gia đình sử dụng. Cảm ơn. Đây.
Cả là anh đã tin tưởng anh em. Chào bác nhỉ. Ở Phú Bình thì bạn Thánh Nguyên, Giang Nguyên, Giang. Thánh Nguyên, Phú Bình, Thánh Nguyên. Không ạ, yên tâm ạ. Không sợ. Không, không ạ. Vâng. Chỉ sợ là vùng cao vậy thôi mà. Uống nước. Vâng. Mà bán nước đây, đây, đây anh cho bữa cơm lẩu nhé, lẩu cá, chỉ ngon, các bạn nhé, đây có cá to chưa, ngon luôn, đây món rau, không bán gì, đấy, người lẩu rất chất lượng. Mời các bạn nhé, anh em ở trên Chí Yên này, Bình Dũng, Bắc Giang, có những khó khăn ngựa lên đây anh em chúng tôi nhé. Chúng tôi lên chỗ này sát sông Lục Nam luôn. Mời các bạn thưởng thức nhé. Sơn, Sơn này. Đi vào ngồi đây. Anh em tôi, mời các bạn dùng bữa nhé. Vâng các bạn nhé, bây giờ anh em chúng tôi đã cơm no rượu sắp say. Đấy, bây giờ mình thanh toán. Thanh toán anh, thanh toán đây. Đây mình nhé. Anh rất tin tưởng bên mình, anh xem qua video. Anh Sơn ở trên Chí Yên, Yên Dũng. Anh xem video là anh giá hợp lý anh chốt luôn. Đấy, về không phải lên xem, anh rất tin tưởng bên mình. Và các bạn vẫn cứ nên tin tưởng nhé. Mình anh em mình làm thật việc thật luôn. Có nào nói thế. Tả ngựa là về nơi y hệt như mình tả luôn. Nếu anh em có thời gian thì xuống xem tham gia trại. Và không thời gian thì cứ thế bắt trên video ok. Lên xem thực tế con ngựa. Và đến nơi lấy tiền. Chỉ cần cọc đến một vài triệu để lấy tiền xe thôi, đến làm niềm tin thôi. Và lên nơi thanh toán. Anh ảnh lên thanh toán. Đấy. Quay video. Đấy, tối nay anh về là anh có trên tối mai anh có trên YouTube rồi. Đấy, đây là anh trai của anh Sơn nhé. Mến. Đấy nhá, anh đã thanh toán thành công nhé. Đấy. Lên anh ấy cho ăn toàn cá sông với lại gà đồi thôi. Rất chi là ngon, làm bơ lẩu ngon. Đọc cho anh một tờ để cho anh chăn nuôi nó có lọc nhé. Vâng nhá, đấy, đã thanh toán thành công bạn nhé. Thì các bạn theo dõi yêu quý kênh, cho mình like và chia sẻ đăng ký kênh nhé. Để ra nhiều video mới. Và anh em có muốn nuôi ngựa, chăn nuôi ngựa thì liên hệ bên mình nhé. Các bạn nhé, bây giờ anh em tôi rượu cơm no rượu say rồi, đi về. Lại lên thăm qua con ngựa xong thì anh em chúng tôi về nhé. Đây, con ngựa như này nhé. Đây, ngựa đây. Đấy, thăm qua để chia tay hai ngựa. Đi về nhé. Đây, ngựa khỏe mạnh nhá, ăn hết phướng cỏ lúc nãy rồi. Đấy, đã ỉa đái ở đây rồi. Đấy, nhất thì là ok các bạn nhé. Anh em chúng tôi về. Bây giờ về đây. Đấy, anh em chúng tôi về. À, đây là sông Lục Nam, là hướng sông Lục Nam đây. Sông Lục Nam rất mát. Bên này bờ sông Tả nhá, bên kia sông Hữu, à sông Hữu, bên kia là Tả, bờ Tả và Hữu. Đấy. Thế em về đây. Anh chào anh, bắt tay anh nữa. À, hai chú nhá. Vâng. Bình an. Vâng. Rất cảm ơn anh về bữa lẩu, rất chi là ngon. Đây, xe lên xe nhá. Ui giời. Cổng nhà văn hóa luôn, rất là rộng rãi. Thấy chưa?
Bãi Nhãn Hóa này, sông này. Thì ra mình đang kia mình quay cho các bạn, có một đường rất chi là ok nhá, có một cái cây chắn ngang đường luôn, quay lại các bạn xem rõ. Ăn thấy không, đây chỗ này có một cây rất chi là đẹp này, à thấy chưa, tầm 50 triệu. Đấy, cái cây này bắt ngang từ bên này đấy sang bên này đấy, cây xe cao là không đi vừa vào đây đâu nhá. Đấy, giờ em chúng tôi về nhé. Con đường là con đường này rất chi là con đường này, con đường gì nhỉ, con đường lên anh gọi con đường gì quên tên này, con đường này rất đẹp đấy, đường rất đẹp, cây bồ đề hai dìa rất mát, rất thơm mộng, cánh đồng rất rộng, đường đi thì chính đấy, thấy chưa, rộng chưa, cực rộng luôn, cực mát luôn, cực đẹp luôn. Đấy, anh em cứ thích xem cảnh đẹp vào kênh xem đấy, hun hút như bức tranh luôn. Đấy, các bạn tiếp tục theo dõi nhá. Vâng, chào bạn nhé. Bây giờ anh em chúng tôi đã giao hai cặp cái mẹ con nhé, một cặp cái mẹ con hai con đấy, lên Yên Dũng về nhé. Bây giờ là sang đầu giờ chiều rồi, lúc đi lên nhà anh thì anh cho món ăn, món lẩu cá ngon quá, quá ngon, nào lại phải ăn đấy. Anh xem trên video nhé, anh chốt trên video, anh không cần xuống xem, anh rất tin tưởng anh em chúng tôi đấy. Các bạn muốn mua chăn nuôi ngựa như thế ở xa mà không muốn về được ấy thì cứ ok nhá. Mình tả như nào, cao nào, chiều cao cân nặng như nào, con ngựa như nào là mình tả rõ ràng. Các bạn cứ theo video đấy mà không về được thì cứ theo video đấy thôi, mình mang ngựa lên y như nào y hệt như thế nhá. Đấy, bây giờ mình về nhà, đây trang trại mình đây, còn rất nhiều ngựa các bạn nhá. Đây ngựa giống đây, đây ngựa thương phẩm đây, đấy, thương phẩm đấy nhá, đây ngựa thương phẩm này, ngựa thương phẩm này, đấy, thương phẩm đây. Đây là mấy con này là đang đã lấy được là đang theo dõi nhá. Đấy, đấy bé đây mà tháo đây, tháo bà con đây. Đấy, rất nhiều nhá, thấy chưa, đấy, rất nhiều, tháo bà con 5, 7, 8, 9, 10 tháng đều có hết. Đấy, đến gần 1 năm tuổi đây, em này to nhất là đến gần 1 năm tuổi rồi. Đấy, pha rất thì to nhá, gần 1 năm tuổi thì cực to luôn, gần 2 tạ hơi các bạn nhá. Đấy, thấy chưa, đây hàng một có 3 em á, trên trong này có 3 em là anh ở trên Đồng Ngã anh bắt, nhưng mà anh gửi đây khoảng độ 2 tháng mà anh chưa bắt về, chẳng biết là anh suy nghĩ nào mà anh không bắt về nhá. Mình bảo bắt về để chuồng em rộng mà anh không bắt. Đây chuồng mình chật quá, có 3 con làm chật hết cả chuồng đây. Đấy, anh gửi lâu quá, gần 2 tháng rồi, ngày mai tính tiền công của anh đấy. Đây và con thương phẩm ở đây, đây các bạn nhá, em thương phẩm đây, em này quá tuyệt vời luôn, trắng đẹp, đây làm giống được nhá các bạn nhá, hiền lành, thấy chưa, đấy, hiền lành làm giống được đấy, thấy chưa, đẹp luôn đấy, cũng đẹp luôn nhá. Thấy chưa, đây đấy, cũng đẹp, trắng bông, trắng gọi là như tuyết luôn. Đây, chưa đây đấy, quay ba cho bạn xem nhá, đây bạn nhá, thấy chưa, đấy cực phê, cực mê luôn. Đây cái camera sau bạn xem đấy, trắng chưa, đấy nhá, hàng thịt cú mèo luôn nhá. Trắng như tuyết, anh chị ăn nào muốn ngồi ngựa thịt nhá, ngựa thịt thì ok luôn. Đấy, con này ngựa thịt thì quá đỉnh luôn nhá, thấy chưa, thịt giống đều được hết đấy, giống con này giống ngựa cưỡi thì tuyệt vời, quá đẹp, môi hồng, má hồng, mắt tây, thấy chưa. Hôm nay chuyển giao em ngựa đấy lên Yên Dũng đã về nhà nhá. Đấy, anh chị em nào có nhu cầu ngựa cứ liên hệ bên mình. Đấy, từ ngựa thịt, ngựa giống, bây giờ gần Tết rồi mình vẫn chiên cho các bạn nhé, chiên khách hàng từ A, mỗi một đầu ngựa là một lạng cao. Đấy, bây giờ là đây nhá, trắng đẹp không, con này mới tắm sáng, tắm giờ nó khô bồng thế, quá kết em này.
Đấy. Video đây kết thúc bạn nhé. Anh chị em có nhu cầu liên hệ bên mình nhé. Đấy. Mà bên mình vẫn có hàng từ ngựa, sản phẩm từ ngựa như là thịt ngựa này, đấy, ngựa bạch này, các ngựa bạch, phần ngựa bạch, ngựa mông nhá, mọi nhu cầu và dắt cả con đi thịt nhà hàng khách sạn luôn các bạn nhá. Nếu các bạn đặt cả con dắt đi thịt làm cỗ luôn các bạn, nấu cao, cứ ăn rét, đấy, thấy chưa? Vâng, vâng, hẹn gặp lại các bạn video sau nhá, video mình đây tạm thời kết thúc, đấy.